Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục làm đẹp ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là cách phục hồi da mặt mỏng. Thì hôm nay Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên phải tìm hiểu được nguyên nhân nào dẫn đến da mặt của bạn bị mỏng. Thứ hai là giúp cho bạn phục hồi da mặt mỏng một cách hiệu quả nhất. Nếu cho bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Khi các bạn sở hữu một làn da không có sức sống, có nghĩa là da của bạn đang bị yếu đi từng ngày và ngày càng bị bào mỏng, bị bào mòn đi. Da mỏng là như thế nào? Là da rất là nhạy cảm. Chỉ cần bạn tiếp xúc với những cái chất mà nó không chịu thì nó sẽ kích ứng đỏ ngáy lên ngay. Hoặc đơn giản hơn nữa là bạn sẽ thấy những cái gân máu, mạch máu ở dưới cái da của mình nhìn một cách rõ nhất. Đây chính là làn da mỏng cần được phục hồi. Mà da mỏng không chăm sóc tốt thì rất dễ bị mụn, bị lão hóa, bị khô da và kèm theo những cái vấn đề trên da như nám da, tàn nhang sẽ đến một cách rất là nhanh. Cho nên phục hồi làn da mỏng là điều mà các bạn đang quan tâm. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên nguyên nhân nào dẫn đến làn da mỏng. Có rất nhiều những nguyên nhân nhưng đây là 4 nguyên nhân điển hình nhất các bạn cần phải biết nhé. Đầu tiên, do bạn tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời, tia UV nó sẽ làm hư hỏng làn da và nó sẽ bào mòn cho da của các bạn ngày càng bị bào mòn đi, thậm chí là bị ung thư da và những vấn đề trên da nữa. Thứ hai, do tuổi tác, có nghĩa là sự lão hóa một cách tự nhiên, da của bạn mất đi collagen, mất đi các sợi elastin, một cái cấu trúc bền vững ở dưới lớp hạ bì của da đó, nó bị xẹp dần đi và từ đó nó sẽ dẫn đến sự lão hóa và da của các bạn sẽ mỏng đi, kém sức sống và không còn căng bóng mịn màng tươi ẩm như trước nữa. Thứ ba, do thói quen sinh hoạt của các bạn, thức khuya, sử dụng các chất kích thích đưa vào cơ thể, sử dụng thức ăn nhanh, thức ăn quá nhiều dầu mỡ, lười vận động, cũng như các bạn không bổ sung đủ nước, không có rau xanh trong khẩu phần ăn. Thứ tư, nguyên nhân này cho thấy nhiều nhất đây là do các bạn sử dụng các loại mỹ phẩm có tính bào mòn lột tẩy cao, những sản phẩm không đạt chất lượng có chứa corticoid trong đó là một trong những nguyên nhân làm hủy hoại làn da của các bạn mà không thể phục hồi được. Đó là những gì mà Trang muốn gửi đến tất cả các bạn. Thứ hai, cách phục hồi làn da mỏng như thế nào? Nếu da bạn bị mỏng, bị bào mòn thì phục hồi như thế nào? Đầu tiên phải xây dựng lại chế độ dinh dưỡng cho mình cái đã, là phải bổ sung thêm rau xanh, trái cây vào khẩu phần dinh dưỡng của bạn, uống đủ nước. Ngoài ra thì bạn bổ sung những cái thức ăn có chứa nhiều protein, vitamin hoặc khoáng chất, đặc biệt là omega 3, 6, các vitamin như A, C, E và các chất khoáng cần thiết cho làn da của các bạn phải nhé. Và nhớ là phải bổ sung collagen cho cơ thể của mình để giúp cho da của bạn tăng quá trình tái sinh và tái tạo. Collagen không phải uống loại nào cũng được, loại nào cũng an toàn, phải đảm bảo 4 tiêu chí sau đây cho Trang. Sản phẩm phải được bào chế với nguồn collagen thủy phân. Thứ hai, phải được các bác sĩ khuyên dùng. Thứ ba, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ tư, đó là phải kiểm tra qua lâm sàng. Nếu sản phẩm đáp ứng 4 tiêu chí trên thì các bạn hoàn toàn yên tâm mà sử dụng. Và các bạn hỏi Trang có sản phẩm nào hay không thì Trang giới thiệu luôn cho bạn đây. Đó chính là viên uống Ordinal Collagen, một sản phẩm mang đến cho bạn đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí trên mà Trang nói, giúp cho bạn phục hồi làn da hư tổn, điều trị nám da tàn nhang, dưỡng trắng da hồng hào từ sâu bên trong một cách trọn vẹn nhất. Và cả nam và nữ đều có thể dùng được, tất cả những độ tuổi đều có thể uống được Ordinal Collagen. Đó là những gì mà Trang muốn chia sẻ đến bạn. Và tin vui cho tất cả các bạn là sản phẩm này hơn 10 năm qua đã được các bệnh viện da liễu chấp cánh cho dòng sản phẩm thương hiệu này. Tiếp đến đó chính là bạn phải vận động, có nghĩa là tập thể dục thường xuyên để giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, cũng như tuần hoàn máu được trơn tru hơn, cũng như là giúp cho da của các bạn trở nên hồng hào và tươi tắn hơn rất là nhiều. Thứ ba, phải dưỡng ẩm cho da. Dưỡng ẩm cùng với những dòng sản phẩm dịu nhẹ nhất, an toàn nhất, chọn những sản phẩm thương hiệu mà dùng bạn nhé. Thứ tư, nhớ là luôn luôn thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da, bởi vì ánh nắng nó không chừa bất kỳ một ai cả, nhất là những tia UV đó, nó sẽ phá hỏng cái cấu trúc da của bạn theo thời gian, dù chúng ta đã chăm sóc da rất là tốt.
Nếu như bạn đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này thì da của các bạn sẽ nhanh chóng được phục hồi và nhanh chóng trở lại cái làn da khỏe mạnh nhất. Và khi da đã khỏe rồi thì đừng bao giờ dại dột đi sử dụng những sản phẩm làm trắng nhanh, cắt tóc hay làm cái gì đó trên da nữa bạn nhé. Bởi vì khi bạn tổn thương một lần nữa thì không thể nào phục hồi lại được nữa đâu. Đó là những gì chúng ta nên biết. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Thùy Trang.com hoặc là Dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là Dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.